cha này bữa nay đi đâu mà nhà không có ai trời. Trời đất ơi, nhậu xỉn nữa. Tội nghiệp ghê không? Tội nghiệp ba má dễ sợ, đẻ ra con vô dụng. Sáng mở mắt dậy nhậu, tối về ngủ. Chẳng hại đâu làm được gì đó. Ôi, dậy đi, đừng nằm dưới đất nữa. Dậy. Dậy đi, nằm dưới đất ngồi trúng gió méo mỏ vậy. Dậy đi, đỡ dậy nè. Dậy đi. Ôi, dậy đi. Quá luôn á. Dậy nè. Ôi. Trời ơi, ăn nhậu cho cố vô rồi bây giờ xỉn lên xỉn xuống nè. Thúi quá. À đây nằm nè. Ê, ê. Trời ơi, cái gì? Ôi trời đất ơi. Ôi, ôi trời ơi. Trời, tại sao làm như vậy hả? Cô ơi, anh tại vì anh xỉn á, anh nằm dưới sàn nè, con đỡ anh dậy lên cho anh nằm thoải mái thôi. Cô đừng có hiểu lầm. Ủa, mẹ. Nè, tối hôm qua con đi đàn đúm với đám bạn cũng không ra gì của con phải không? Mẹ ơi, sao gọi đó là đàn đúm được? Phải nói á, cái đó là gặp mặt nhau để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong kinh doanh. Kinh doanh? Kinh doanh cái kiểu của con đó hả? Mẹ mới qua công ty của con đi nè. Mẹ hỏi con á, đầu năm họp cổ đông rồi, mọi cái hướng kinh doanh là vạch ra rõ ràng rồi, tại sao bây giờ cũng bẻ sang cái hướng kinh doanh của con vậy? Mẹ, cái đó là công ty của con thì mẹ cho con toàn quyền quyết định đi. Mẹ giúp con, mẹ bỏ hẳn mấy cái cổ đông đó ra ngoài đi mẹ. À, mà con quên nữa, từ giờ trở về sau á, trong công ty có chuyện gì thì mẹ cứ liên hệ trực tiếp với Thiện giùm con nha. Nè, mẹ lập công ty ra cho con làm, chứ không phải á, mẹ gây dựng sự nghiệp cho thằng Thiện. Mẹ ơi, thì giờ con cũng vậy, Thiện cũng vậy, có sao đâu mẹ. Mà nè, mẹ qua đây làm chi vậy? Còn chuyện gì khác nữa không? Coi đi, chi tiền cho marketing quá nhiều mà không có hiệu quả gì hết. Trong khi công ty của ba con á, chi bằng 1/2 thôi mà hiệu quả tăng gấp đôi. Con trả lời cho mẹ biết đi. Mẹ, tưởng đâu gì, hết chuyện mẹ đi bì công ty của con là bên ba, chắc chắn sao con bằng ba được. Ba kinh nghiệm đầy luôn rồi. Thế là con công ty mới thành lập mà, con phải đổ tiền vô đó, con BA bằng mọi cách để con đẩy công ty con lên chứ mẹ. À, đẩy công ty lên, đẩy bao nhiêu lần rồi? Thôi mẹ đề nghị vậy nha, nếu như con cảm thấy mà con làm không có nổi á, giải thể đi. Mẹ, không được đâu, nó xui, không được. Nè, mẹ, mẹ phải tạo động lực cho con có sự hưng phấn nữa, mà con cố gắng con lao động con làm việc thì mới tốt được mẹ. Đừng, không được vậy đâu. Tạo bao lần cơ hội rồi? Ôi mà, con xin lỗi, một cơ hội này nữa thôi. Dạ cô ơi, còn có một ít đóng góp, không biết cô có xài được không? Ê, biết gì mà nói. Để cho người ta nói. Nói đi. Dạ, cô mà muốn quản lý thiếu gia ăn chơi này á, là cô phải bắt đầu từ mấy cái thẻ. Cô là người làm của anh Trí hả? Dạ, cũng gần như vậy. Idea tốt. Good. Ồ. Mẹ, chứ không phải là mẹ là cô ta biết nhau từ trước hả? Đâu có đâu, không có quen. Cô Mai, cô quỷ quyệt lắm. Cô cũng hay lắm ha, dám qua mặt tôi. Nè, cô lợi dụng cái chuyện mà tôi sợ mẹ tôi. Cô bước vô đây để làm cái gì? Mục đích cô là cái gì? Nói. Nè, nãy giờ anh sĩ ai đó? Không muốn tôi làm nữa thì tôi nghỉ. Ê, không phải là muốn nghỉ là nghỉ. Mục đích là cái gì? Nói. Dừng lại. Cô không đi đâu hết, không nghỉ đâu hết á. Ở lại đây làm việc cho tôi. Mẹ, sao vậy được? Từ đây về sau cô sẽ làm việc cho tôi. Lương hàng tháng của cô tôi sẽ chuyển khoản đúng như hiệu ứng mà cô đã làm việc cho tôi. Ok? Dạ. Mẹ, như vậy đâu có được. Chẳng những làm việc nhà mà quản lý luôn việc ở trên công ty. Nhất cử nhất động của nó cô theo dõi và báo cáo lại cho tôi. Ok? Quá được. Ô xin Kim Lương quản lý giám đốc. Mẹ, nhưng mà con không ưa cô ta. Chết rồi cô ơi, anh không ưa con rồi sao giờ cô? Không ưa kệ nó. Ai là người trả lương cho cô?
Tôi trả lương cho cô là được rồi. Tôi ưa cô là được rồi. Chết con rồi mẹ ơi. Tuân lệnh sếp lớn. Anh ấy ơi, xếp ra giùm mình được không? Bữa nay ngày đầu mình đi làm á, đừng cản mình vậy. Ai cho đi làm? Hả? Tôi là giám đốc ở đây, chưa tuyển nhân viên, coi như không được đi làm, biển. Công ty này đâu phải của anh đâu. Quyền lúc có lúc không mà sao không hết quá vậy? Nè, coi chừng tôi báo sếp lớn cắt cái thẻ ngân hàng của anh đó. Nó cá thiệt chứ. Anh. Sao anh? Nhìn kỹ khuôn mặt này, nhìn cho rõ cái avatar này. Cấm không được bước chân vào đây. Ok. Ok. Chị ơi, đóng thuyền giùm em. Cho ship. Bây giờ mình khiêng cái này ra trước, rồi cái bàn mình khiêng sau. Làm gì á? Nè, đây là phòng giám đốc, không phải Thảo cầm viên nha, muốn làm gì làm. Công ty vận chuyển nhà hả? Không có sếp, má của sếp dặn em kỹ lắm, là dọn cái ghế sofa để sếp chỗ trợ lý mới ngồi. Trợ lý mới? Để lại cho tôi. Không có đem đi đâu hết, đi ra ngoài, nhanh. Đi. Nhìn đá mày. Mẹ làm gì là mẹ quá đáng với con lắm luôn á. Bây giờ làm sao hả? Mẹ cho cổ vô công ty làm việc, bây giờ cho vô trong phòng của con làm, ngồi chung con luôn là sao mẹ? Vậy thôi, mẹ muốn làm gì làm đi. Ê, muốn làm gì làm đi. Chào sếp. Nhìn gì? Muốn làm gì làm đi. Làm gì? Làm cái gì làm đi. Làm gì là làm gì? Trời ơi, cô giỡn mặt với tôi hả? Thì cô làm theo ý mẹ của tôi, muốn dọn bàn, dọn ghế, dọn gì làm đi. Dọn gì? Trời ơi, nói nghe ta. Dọn dẹp, dọn dẹp. Không, dạ không. Em qua đây để em báo cáo sếp là hôm nay sếp có lịch trình hẹn với trưởng phòng marketing bên công ty Gia Lạc á. Xin lỗi, căng thẳng quá. Lại là công ty đó nữa hả? Thiệt luôn á. Hợp tới hợp lui biết bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa bao giờ chốt được công việc với bên đó. Ra ngoài đi, từ từ tôi tính. Vậy giờ sao sếp? Hay là báo sếp bệnh rồi mình cancel? Trù hả? Muốn tôi bệnh lắm hả? Muốn lên ghế này ngồi đúng không? Dạ, không có. Không có, ra ngoài. Từ từ tôi tính. Dạ sếp. Điên luôn á. Hết hồn luôn á. Đâu đây? Nãy dặn bảo vệ không cho vô rồi mà. Tại sao có mặt ở đây? Bớt làm mấy trò ấu trĩ lại đi. Mẹ anh ra lệnh ai dám cãi lời. Nhìn cô như quái vật cơ. Quái vật mà nhìn cũng hay hay. Muốn làm trợ lý đắc lực của tôi lắm đúng không? Trợ lý đắc lực là phải làm việc cho thật tốt ha. Như vậy á mới đáng đồng tiền quỹ lương của công ty đưa ra. Bây giờ cô qua phòng họp, họp với đối tác của tôi, cố gắng thương lượng cho thật tốt, lấy mọi quyền lợi về cho công ty của tôi, hiểu không? Hồ sơ của đối tác đó, cô chỉ được 45 phút tham khảo thôi. Dám làm được không? Làm không được. Biến. Không được sếp. Em làm mới đó sếp. Sếp giao gì em cũng làm hết trơn á. Chóng mắt lên mà coi.
Dạ chào anh. Chào chị, tôi là Tuấn, phó phòng marketing bên công ty Gia Lạc. Ủa, nhưng mà khi nãy em có hẹn với lại trưởng phòng anh. À, anh ấy bận chút việc tới trễ một chút, cho nên tôi đại diện công ty tới bàn bạc công việc với chị trước. Dạ mời anh ngồi ạ. Rồi, cảm ơn. Ủa, ông xin mà sao giỏi dữ vậy trời. Chị trình bày rất dễ hiểu. Tôi rất thích chiến lược của chị. À, sếp tôi chắc cũng gần đến rồi. Dạ. Xin lỗi, tôi đến trễ. À, xin phép. Tôi xin giới thiệu, đây là trưởng phòng phía công ty chúng tôi. Chào anh. Còn đây là đại diện phía công ty đối tác. Tôi xin phép. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà em thay đổi nhiều quá. Anh rất bất ngờ. Anh sẽ còn gặp nhiều bất ngờ hơn nữa. Hay là mình đi từ bất ngờ nhỏ qua tới bất ngờ lớn nha. Mình bàn vô công việc đi. Tôi sẽ trình bày cái bản kế hoạch của tôi cho anh biết. Hai người này sao vậy ta? Có vấn đề thì phải. Báo cáo sếp nhỏ, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Yeah. Mai, ngoài công việc ra tôi với anh không có gì để nói nhau hết trơn á. Chuyện cũ qua rồi, bây giờ anh chỉ muốn chúng mình có thể kết nối lại với nhau, rồi cùng nhau tiến xa hơn nữa. Ý anh là sao? Hình như một tháng trước có người vừa bỏ tôi, tại vì tôi không có tiền đồ mà. Anh sai rồi. Mai à, hãy cho anh thêm một cơ hội để ưa một lần nữa. Nhà Mai. Dẹp đi. Mai. Mai.